Giờ đây là mấy anh đi ngày lưới nậu đi nè. Mấy anh đi cũng tùy theo con nước. Có khi mấy anh đi khuya. Còn con nước này thì mấy anh đi buổi sáng. Mực ống, mực ống. Mực còn sống. Dạ, cái con mực đây là 1 kg 200. Cũng đã luôn. 2 kg 350. Dạ, 175.000 đồng 1 kg. Nhỏ thì 50 một nút. Đã chưa? Wow. Ồ, con cá trang. Cá trang anh ha. Dạ. Cá này béo lắm à. Ốc cầu. Ốc quá trời ốc luôn. Đó, dịch vụ đi xe bò. Dạ, mến chào cô chú anh chị nha. Ngày mới em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Em hiện tại giờ đang đứng ngay khu du lịch biển Cam Bình ở thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay em đến đây mời cô chú anh chị cùng với em đi dạo, trải nghiệm một ngày. Hôm nay là ngày Chủ nhật, xem bà con mình ở làng chài biển Cam Bình đánh bắt hải sản như thế nào nha. Ở đây là em thấy có nghề đi nghề lưới ghẹ nè, đi nghề dập đánh ốc hương nè, đi lưới nậu, đi bằng thúng không ở gia đình. Ở đây là khu vực bà con mình mới đi biển vô. Dạ, ở đây là thúng mới đi biển vô nè. Xe mới cày mới vừa ben cái thúng lên trên đây luôn. Bây giờ mình lên mình xem bữa nay coi bà con mình ở đây đánh bắt như thế nào. Đi với em nha gia đình, trải nghiệm. Đây bà con mình là có những cái chỗ mà bán hải sản là tập trung đằng phía trước gia đình. Ở đây mình mua hải sản xong cái có dịch vụ đóng thùng luôn. Ở đây thấy là đa số bữa nay bà con mình đi về ngày dập ốc hương nhiều, đánh bắt ốc hương. Giờ đây là mấy anh đi ngày lưới nậu đi nè. Mấy anh đi cũng tùy theo con nước. Có khi mấy anh đi khuya. Còn con nước này thì mấy anh đi buổi sáng. Ghẹ, ghẹ nhàng. Còn đây là cúm. Cúm đông quá trời luôn. Cái càng cúm đó mà mình răng muối, răng mè ngon lắm gia đình. Lưới ghẹ mà mấy anh đóng cá lưỡi trầu, cá đục, cá ghim. Đó, cần cấm anh vợ với da nè. Cú sống. Buổi sáng Chủ nhật, bữa nay em thấy khách bà con mình giờ này đang đổ xuống dưới bãi biển Cam Bình. Ở đây có dịch vụ đi xe bò, đi trải nghiệm, tham quan. Giá một người mà giá vé một người mà ngồi lên chiếc xe đây mà kéo đi một vòng tham quan là từ 20.000 cho tới 50.000. 20.000 thì đi gần, 50.000 thì đi xa nha gia đình. Còn ở trên đây là cái chỗ khu của bà con mình tập trung bán hải sản nè. Còn ở phía cái bên đây là chỗ ngay sớm thúng bà con mình đi biển vô. Giờ này còn sớm quá, bà con mình chưa có đi biển vô nhiều. Nãy giờ em thấy chỉ có vài cái thúng đi dập ốc vô thôi.
Ốc hương ở đây thì em thấy nãy giờ là bà con mình bán là tùy theo loại ốc. Ốc lớn giá khác, ốc nhỏ giá khác. Ốc mà chung chung á 200 ngàn một ký. Còn ốc mà kêu bằng ốc cầu 10 con, 12, 13, tầm cỡ 15 con đổ lại một ký á thì tầm cỡ là 300 mấy 400 ngàn nha gia đình. Đó, dịch vụ đi xe bò. Ghẹ bà con mình mới đi biển vô. Anh trai mới gỡ ra càng cấm bỏ xuống là khách mua liền luôn. Ghẹ tươi ngon quá gia đình. Một cái dập này mà mình nếu mình làm mới vậy là bao nhiêu tiền một cái anh? Dạ bữa nay xong xuôi hết là một cái 120 nghìn anh. 20 ngàn ha? 120 nghìn. 120 ngàn một cái vậy hả anh? Dạ. Wow. Nó cũng cao quá ha. Dạ. Cũng mắc quá chứ ha. Em tưởng nó cũng rẻ về nó cũng mắc tiền quá. Dạ nhiều nhiều cũng lắm. Dạ. Em thấy có chỗ thì nó chỉ có hai dành thôi, dành trên dành dưới thôi. Ở đây thì anh làm tới ba dành. Dạ. Nó công phu hơn. Dạ. Dù mấy ba bên cổng. Dạ. Chân 5 5 chân. Dù chân dạ. Thì 5 5 dạ, cái dạ, chân. Mua xong em trên xuống cái đâu. Anh mới đi biển vô bây giờ anh tháo mồi ra. Lát nữa anh mới gắn mồi khác vô. Cái này mình thường thường là mấy giờ mình đi anh? Dạ 3 giờ chiều. 3 chiều đi sáng vô. Dạ. Đi có một mình ha. 3 chiều xuất phát đi. Đó cái cục mồi á là anh gắn vô trong đó đó. Giờ bây giờ sáng vô là anh tháo ra. Chừng nào đi bắt đầu anh gắn mồi khác vô. Bữa nay mình cũng được vài chục ký ha anh trai ha. Dạ được 40 ký. 40 ký. Dạ cảm ơn anh nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha anh trai. Dạ dạ. Đó ốc cồ. Ốc bự, ốc lâu vậy? Ốc cồ, ốc hương á. Ốc hương mà gọi là ốc cồ mà bự lớn. Ốc cồ có nghĩa là con ốc nó to anh. Cò, cò. Cồ, cồ. Cồ, cồ à. Dạ, đã chưa? Cái này cũng tầm 10 con, 12 con ký. Cỡ đó, này ký khoảng nhiêu ta? Dạ, một ký nó... Mấy trăm? 600. Dạ, 600 ngàn một ký nha. Ốc cồ mới ra đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nó cũng là ốc cồ có những loại 12 con, có loại 14 con, có loại 15 con. Còn nó càng to thì nó càng mắc. Đúng rồi, càng to có giá. Dạ. Cho nên có nhiều lúc cái bà con mình mua ốc nó, tôi cũng mua ốc cồ mà tại sao nó rẻ hơn. Đúng rồi. Con ốc cồ nó giòn giòn khác. Dạ. Còn đây là nó đều con. Mình đi 200 cái dập không anh? À, 130 cái ha. Cái đó là cái dập đó hả? Dạ, dập để bắt con ốc á. Rồi, xuống dưới bắt được á hả? Thì mình đánh ra là ốc nó chui vô. À, hạ xuống ốc dạ, vô. Dạ, dạ, dạ. Có mấy con này nó chui vô hả? Dạ, dạ. À, giờ anh lấy ra nè. Dạ, giờ anh lấy mồi ra. Ba nó con ốc hương. Đi mà chị cho xe cây một cỡ cho. Ốc anh luôn. Ốc hương anh đi. Đi đây đó chị đem xe cây một cỡ cho. Con tỷ hình dạng đấy, bây giờ em hỏi chị hỏi em đây. Ốc này là ốc cồ. Ốc lớn à. Ốc này tầm cỡ 10 con, 12 con ký. Quay lên đừng có quay. Đứng lươn này chị Lộc ơi. Đứng có lươn rồi đó, em mà đợt rồi đó. Ốc mới đi biển vô luôn. Ốc tươi. Đứng lươn đó. Chị Ngọc là cái lươn lươn là em thích đó. Em có lươn rồi ha. Lươn rồi đó mà mẹ. Một cái ổ nhau. Mấy đứa rồi. Ba mà cha bốn kia ba. Ba chứ đó. Đúng không? Đó. Bên là cánh đuôi với chị Ngọc vết vô. Ba không thế. Đây là thúng của mấy anh mấy chú đi biển nè gia đình. Đi ngày rập ốc. Mới vừa đi biển vô luôn á. Đi có nhiêu đây dập mà đánh được nhiêu đó ốc á.
ốc cồ, ốc chung chung, ốc nhỏ cũng có, đủ loại. Ốc cồ. Ốc quá trời ốc luôn. Một chiếc về vô là 40-50 kg không ở gia đình đâu. Cá ghim. Bữa nay mình vô được nhiều không chú? Wow, cái nẻ. Mình được vô đây ghẻ hả chú ha? Một chút nữa, tầm cỡ khoảng một tiếng đồng hồ nữa là bà con mình ở đây đi biển vô mới là đông. Mấy anh mấy chú đi nghề lưới ghẹ đây vô sớm thì mấy anh nói là tầm cỡ một tiếng đồng hồ nữa. Đây bà con mình đi trải nghiệm nè gia đình, đi xe bò trải nghiệm. Và đây là thúng bà con mình đang đi biển vô nè gia đình ơi. Chờ im. Vô anh. Đó. Thì cái nghề gì đây? Hai người. Đây là nghề đi lưới nậu gia đình ơi. Mấy anh mới đi biển vô nè, để lên xem coi mấy ảnh ngày hôm nay đánh bắt có được nhiều hay không nha gia đình. Bèn cái thúng lên luôn. Lên trên luôn. Là thúng của mấy ảnh mà đi lưới nậu mới vô. Mực. Đi hồi 12 giờ đêm tới giờ. Mới vô luôn. Wow. Đã chưa? Mực còn sống luôn á. Mực ống, mực ống. Mực còn sống. Dạ. Nó còn mi nưa luôn nè. Nó chép 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 á. Nghề lưới nậu là đa số quánh mực nhiều. Một bịch nữa nè. Gia đình thấy là coi nè, nó còn nháy luôn ha. Đó, đã chưa? Hùng mực mà nó còn minơ luôn kìa. Đúng cơ luôn. Ăn mực này mới là chất lượng rồi. Mực ở đó là 280.000 một ký nha gia đình. Đúng không chị? 280 mà không được lựa. Dạ, có nghĩa là hốt sâu. Dạ. 280.000 hốt sâu nha. Chứ không được lựa luôn. Cái mực đang nhiêu ký? Dạ 280.000. Dạ, thì chủ mới ra mới giao bán đó, còn chị mới mua thì chị trả. Đây
Mực đây là 1 kg 200. Dịch vụ đi xe bò trải nghiệm mực này về hấp thì khỏi phải bàn. Nấu nước sôi thả lên. Dạ. Cũng đã luôn. Ngày lứa nậu là đa số là vô bánh mực. Đây cũng thêm một cái thúng đi lứa nậu vô tiếp nữa nè gia đình. Em đứng ở đây là khu vực ở đây là bà con mình đi ngày lứa nậu vô. Đây lứa nậu. Cái phao. Mới vô luôn mực, mực mới vô còn tư rối luôn. Đang đấu giá. Trời ơi, làm mặt làm may chứ mà chịu được cuối trời. Không xong rồi, mới ăn lỗ rồi. 2 kg 350. Dạ, 175.000 đồng 1 kg. Còn cái nhỏ đó nhiêu ạ? Cái nhỏ đó giá này 50. Nhỏ thì 50 mực nút. Mực cái nhỏ đi, đắp nước sôi lên bơ thả lên ăn. Còn đây là mực ống còn sống luôn. 175.000 kg. Đã chưa? Bớt đi gì? Bớt đi con mấy cái nào mua được cái đúng mực cái chị đó đang căng là 175.000 đồng 1 kg. Còn mực bên đây là 50.000 nè. Mực nút. Dạ cái đó luôn. Ngọt ngắt luôn. Dành luôn ở hút mình ký ăn thử. Rồi hết cái thao mực đó luôn. Người mua 2 kg 3 kg 2 kg 3 kg mua hết luôn. Đặt như tôm tươi. Không, 1 kg à. Canh 1 kg thôi. Nó ngon á chị, không bự á. Hay bà con mình mới đi biển vô nữa nè gia đình. Mực không. Cá đi ngày lưới nậu vô nè. Cá sọc trắng xanh xương. Quay hoài mua quay hoài. Wow. Mực mới vô. Quá đã. Tươi xanh luôn. Mực ngon quá. Nãy giờ em quay cho gia đình xem á, là mực tươi mới đi biển vô không á gia đình. Cũng là cái con mực cỡ đó, có con mực thì nó nhỏ hơn thì cái giá nó khác, mực lớn thì giá khác nha gia đình. Nãy em thấy là có mấy chiếc thúng vô thì bán 100 mấy cũng có, 200 cũng có, tùy theo con mực.
còn ở đây là bà con mình đang lui xuống ở đây đang chụp hình khách. Ở đây thì có mấy chiếc lưới thúng đi lưới nậu cũng đang đi biển vô nữa nè. Khách đây là bắt đầu đồng phục giống nhau là khách đoàn. Là dàn xe máy cày, ở đây có 7 chiếc xe máy cày để dành kéo thúng nha gia đình. Đây anh trai đang cập bến. Wow. Đó kéo ra nè gia đình. Đó, đã chưa? Nhận chiếc cano nó mạnh ghê. Cano nó kéo không nổi luôn rồi đó. À, vô tiếp bên này gia đình. Mình mà có muốn mua mực á, nếu mà có dịp giao qua đây mua mực rất là ngon. Mực tươi còn sống luôn. Đi bữa một vô. Giờ này là nắng lên, bà con mình xuống dưới đây bắt đầu là ai chụp hình quay phim là cứ thoải mái. Giờ mà tầm cỡ 7 giờ mấy 8 giờ sáng là em thấy khách đang tập trung ở đây nè. Chụp hình cũng khá nhiều. Thúng mình trai mới vô nữa nè. Wow, mực đã quá. Ờ, con cá trang. Cá trang anh ha. Dạ. Cá này béo lắm. Wow, con này bự ạ. Vàng luôn. Dạ. Dạ. Cá trang mà cái bụng nó màu vàng khè luôn. Cá này hấp cuốn bánh tráng nhấp nách. Wow. Hấp dẫn quá. Mực đúng ngon luôn. Này là mấy anh bắt đầu là đi biển vô nè gia đình. Vô tiếp nữa nè. Ở ngoài kia 4-5 cái thúng đang vô tiếp á. Đi tầng nghề lưới nậu không. Mấy chục cái thúng đi tầng nghề lưới nậu không á gia đình ạ. À, thúng mới vô nữa. Hàng này mà chị còn chơi nhỏ nữa là em cũng sợ chị đó. Cái hàng này quá tuyệt vời luôn nè. Wow. Mực mới vô ngon quá. Quá. Mực tươi ngon, tươi xanh luôn. Khu vực đây là bà con mình đi nghề lưới nậu không á. Đánh chiên về mực. Còn tới cái mùa ghẹ thì đánh ghẹ. Mùa này mùa mực cho nên đi lưới nậu đánh mực không. Bữa nay mấy anh nói gia đình
đi chỉ được phân nửa vàng thúng thôi. Ví dụ như cái khu vực trên đây là mà tầm hơn 100 cái thúng thì đi khoảng từng 50-60 cái thôi. Cái phần trống này là chưa đi biển vô nè. Mẹ nói mấy lúc á, mà nếu mà trời mà có mực á, mực mà đúng mà nó trúng mùa rồi á, đi sạch luôn. Đi kêu bằng trống bãi luôn. Đi ra ngoài tới chỗ đánh á, giống như một cái thành phố vậy. Cả 100-200 cái thúng bật đèn lên đánh á. Bây giờ là mấy chị đang phân loại. Lớn theo lớn, nhỏ theo nhỏ. Là lưới bị rách á, mấy anh xương lại, xương cho nó lành lại. Khi nào mà rảnh á, nghỉ biển á, ở nhà mấy anh mới là lấy ra, mấy anh mới là giá lại thôi. Đây là bên trong khu vực bà con mình bán ở trong sạp á. Còn hồi nãy là cái khúc đầu em quay là trên xóm trên, trong ngay làng chài. Còn đây là bà con mình che sạp ở đây, làm giống như là một cái chợ mini vậy đó. Bán đủ loại hải sản nha. Ở dưới tuốt dưới đây nè gia đình, cũng có một cái làng chài, một xóm thúng bà con mình đi biển ở dưới đó nữa. Mực mới vô tươi lắm. Dẹ xanh. Dẹ 150. Ở dưới đây này gia đình cũng có một xóm bà con mình tập trung ở đây. Cũng đi về nghề đánh bắt hải sản nè. Đi cũng đi về nghề lưới nậu hay là đi dập ốc. Từ ở dưới đó mà mình đi lên trên đây khoảng gần một cây số gia đình. Còn ở đây là cũng là ngay cái khu du lịch luôn. Bà con mình cũng đậu thúng ngay chỗ này để đánh bắt vô hàng ngày nè. Những cái thúng này để sát luôn. Sát mấy cái chòi, mấy cái chài của bà con mình che bán ở dưới biển nè. Cho khách mua hải sản lên đây ngồi tập trung đây nè. Khu vực chính giữa đường đi là hai bên bà con mình bày bán nè. Ốc, mực, tôm, cua, ghẹ, những cái đồ mà để nướng á. Đó, đây là những cái hải sản mà bà con mình bán nè. Bạch tuộc nướng, ốc nướng, hàu nướng. Nhìn thấy ngon nha gia đình. Nhìn rất là bắt mắt nha. Bên đây là chả cá. Khúc trên đây thì bán tôm khô, cá khô, mực khô. Trên là bán quần áo ở khu du lịch ở đây. Lượng khách bữa nay ở trên đây vắng là tại vì bà con mình xuống dưới biển, đi dạo biển chưa có lên. Ở đây thì khu vực chế biến thức ăn. Ví dụ như gia đình mình mà đi mua hải sản ở đây, muốn nấu một cái món gì thì qua đây có dịch vụ. Ví dụ như mình không tiện mà làm cá hay gì là đây có dịch vụ làm cá đóng thùng cho mình luôn. Mình mua hải sản lên đây với gia đình có dịch vụ. Nói chung là ở đây em thấy cũng tiện lắm. View đây nhìn thẳng là ra biển. Mua hải sản lên và sau đó là mình ngồi đây mình ăn luôn, trải nghiệm luôn. Chả cá thu. Dạ. Chả cá chiên này cho được. Nhìn thấy ngon quá. Đã quá. Cá mới vô.
Cá chưa chín luôn hả? Cá chín. Đúng là đi bỏ vô mà chưa vô. Bỏ vô miệng là nhai đúng không? Ờ chưa chín, bỏ vô, lấy cái nào bỏ vô là nhai. Ờ rổ thường mua á. Rổ đó bao nhiêu tiền? Cánh cánh quà bao nhiêu ký gì? Bao nhiêu tiền ký? Nó còn tươi thấy nó. Ở đây cái vàng khu vực thúng bà con mình giờ này đi biển vô hết rồi gia đình ạ. Em dạo nãy giờ một vòng. Ở làng chài biển Cam Bình ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay bà con mình đánh bắt cũng tạm tạm thôi, chúng chưa gọi là trúng. Thì hồi nãy em có hỏi mấy anh nói bữa nay là cũng là trung bình thôi, chứ cũng không có trúng ào ạt như mấy lúc trước. Ở đây thì đa số là bà con mình đi nghề lưới nậu thì nhiều. Đánh bắt mực nè, cá nè, mực ống nè, mực bầu. Mực bầu nó giống như con mực mực gai vậy gia đình, mà nó không có cái nang chính giữa nha. Ta gọi là mực bầu á. Đây mới vô nữa nè. Cá mực lộn xộn, bắt đầu mới là phân loại nha. Đã chưa, có cá chét, cá chim. Đi ngày đây đi bữa một vô cá tươi, mực tươi. Cá chim. Giờ này mấy anh mấy chú đi biển vô hết rồi, đang soạn đồ chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mới. Lượng khách bữa nay ở đây cũng không có đông lắm gia đình, so như mấy ngày lễ thì ở đây bữa nay là chủ nhật vậy là cũng hơi ít chứ cũng không có đông. Dạ rồi gia đình ơi, nãy giờ em đi dạo một vòng cho gia đình mình xem rồi đó. Khu vực ở đây bữa nay bà con mình đi đánh bắt cũng không có đạt tiêu chuẩn lắm. Nói chung là chung chung. Em xin phép cô chú anh chị em kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Gia đình mình xem video nhớ đăng ký kênh và tặng cho em một like. Em chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ven ở vùng ven biển. Có điều chi sơ sót mong cô chú anh chị bỏ qua cho em nha. Bye bye gia đình.